sao không mở được? Các bạn chờ một chút chứ sao tôi lại đang không mở được. Lớp chúng ta có nhìn thấy cái màn hình tôi chia sẻ không ạ? Lớp mình có nhìn thấy màn hình không ạ? Thấy rồi. Ờ, thấy được rồi, thế thì tốt rồi. Thế thì buổi học chiều nay chúng ta cùng trao đổi một số cái ứng dụng trong cái chẩn đoán xét nghiệm, đặc biệt là có cái việc là vận dụng phản ứng sinh hóa trong chẩn đoán xét nghiệm máu. Thế thì nói về xét nghiệm máu thì mình đã biết rồi, máu nó gồm có hai thành phần chính, đó là thành phần hữu hình và thành phần hữu hình và thành phần vô hình. Để cái thành phần hữu hình đó là các cái tế bào máu trong máu, ví dụ như các loại hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Đấy. Còn thành phần vô hình đó là các cái dịch, các huyết tương, huyết thanh ở trong máu. Đấy, thế thì để xét nghiệm máu thì người ta sẽ có hai cái hướng xét nghiệm. Đấy, thứ nhất recording là stopped. Chúng ta có hai cái hướng xét nghiệm, là xét nghiệm thứ nhất là xét nghiệm tổng quát máu, xét nghiệm tổng quát máu tức là tổng phân tích tế bào máu hay còn gọi là phân tích công thức máu. Thế thực ra là cái tổng phân tích tế bào máu và cái công thức máu là nó là một cái phần xét nghiệm máu mà liên quan đến cái các biện pháp mà sử dụng máy móc và phương tiện hỗ trợ là nhiều đấy, chứ không liên quan nhiều đến cái phản ứng sinh hóa. Tuy nhiên thì đã nói đến xét nghiệm máu thì ngoài các cái xét nghiệm về huyết học, xét nghiệm về các cái chỉ tiêu sinh hóa thì chúng ta cũng cần phải có cái phân tích về cái công thức máu. Cho nên đối với môn học này thì mặc dù là đáng nhẽ là tôi chỉ có đi vào cái phần xét nghiệm sinh hóa máu, thế nhưng bởi vì đã liên quan đến xét nghiệm máu thì tôi cũng cần phải nói qua cái việc là tổng phân tích tế bào máu hay là công thức máu, cũng như là cái cách đọc các cái chỉ số ở trong cái từng cái kết quả xét nghiệm như thế nào. Đấy, thế thì tôi sẽ đi vào đối với phần này thì tôi sẽ đi vào hai phần. Phần thứ nhất là phần tổng phân tích tế bào máu, công thức máu, và phần thứ hai là các cái chỉ tiêu sinh hóa máu. Thì chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất, đó là tổng phân tích tế bào máu và công thức máu. Thế thì để làm được cái việc là xác định các tế bào máu, hay nói khác tức là chúng ta đếm được các cái chỉ số của từng cái tế bào máu, thì chúng ta phải có những cái phương tiện hỗ trợ. Thế và hiện nay thì người ta sử dụng một cái thiết bị, đó là sử dụng máy xét nghiệm tế bào bằng tế bào máu bằng máy đếm laser. Đấy. Ở trên hình ảnh các bạn quan sát thấy đây là một cái máy xét nghiệm máu tự động. Đấy. Và đối với cái máy này thì nó có những cái loại máy là có thể đếm được 9 chỉ số, có thể đếm được 18 chỉ số, đúng không ạ? Đấy, nó tùy theo từng cái chất lượng của từng loại máu. Nhưng tuy nhiên thì đối với tổng phân tích tế bào máu hay công thức máu thì chúng ta chỉ quan tâm đến một số các cái chỉ số cơ bản. Thì cái nguyên lý của cái nguyên lý hoạt động của cái máy này là cái gì? Đối với cái máy đếm máy mà xét nghiệm tế bào máu là người ta dựa trên nguyên lý đó là dùng cái sự biến đổi của điện trở của dòng hạt đi qua cửa sổ có tế bào quang điện và một điện trường giúp phân tích sự khác biệt về kích thước về các loại tế bào khác nhau. Đấy. Nhưng không nhận diện chính xác từng loại tế bào. Đấy. Và người ta sử dụng cái máy này là người ta sử dụng ứng dụng tia laser và xung điện đa chiều có tốc độ cao để có thể phân loại được tế bào chính xác và có thể nhận diện được các tế bào hồng cầu, bạch cầu, các loại bạch cầu và tiểu cầu. Đấy.
Thế thì để mà phân tích được cái tế bào máu thì người ta sử dụng máy xét nghiệm có cái chức năng như vậy. Đấy, và cái nguyên lý hoạt động ở đây là sử dụng cái tia laser và xung điện để nhận dạng chính xác các cái kích thước cũng như hình thái của tế bào máu, thì từ đó mới có thể đếm ra được là số lượng hồng cầu hay là từng loại bạch cầu hay tiểu cầu là bao nhiêu, cũng như là các cái chỉ số liên quan đến công thức máu. Thế thì khi mà chúng ta lấy máu để xét nghiệm thì các bạn nhìn thấy ở đây là nó có các cái ống nghiệm, đúng không ạ? Có các ống nghiệm, trong ống nghiệm đó là đã có các cái chất để chống đông, có sẵn các cái chất chống đông, đó là chất EDTA. Thì thông thường là người ta cứ xác định khoảng 1,2 mg chất chống đông này thì dùng cho 1 ml máu. Đấy, thì sau khi mà chúng ta lấy máu vào cái chất chống đông này, thì khi chúng ta vận hành máu, thì khi khởi động thì chúng ta sẽ đưa cái ống xét nghiệm máu vào trong cái đầu dò của máy, và máy sẽ hút máu đưa lên buồng đếm. Đấy, đưa lên buồng đếm, và sẽ tất nhiên phải có các hệ thống hóa chất đi kèm để pha cái máu cái ống đầu dò hút lên. Đấy, sau đó thì máy sẽ chạy và sử dụng cái tia laser và xung điện để đếm các cái số lượng tế bào ở trong máu. Đấy, thì sau khi mà cho máy chạy thì được một lúc sẽ hiện ra cái kết quả như thế này. Đấy, kết quả trên hình ảnh, cái kết quả này là đọc ở trên màn hình của máy. Thì chốc nữa chúng ta sẽ phân tích từng chỉ số một trên cái kết quả xét nghiệm này. Đấy, đây là kết quả hiện lên trên màn hình của máy xét nghiệm. Thế và máy xét nghiệm máu thì thường là kết nối với cả một bộ phận in kết quả. In đó có thể là in trực tiếp bằng một cái cuộn giấy in đã lắp sẵn trong máy, hoặc là cái máy đó sẽ kết nối với máy in. Đấy, thì khi mà in xong thì kết quả sẽ hiện ra như trên màn hình các bạn đang quan sát thấy. Đấy. Thế thì bây giờ như vậy là cái việc mà đếm cái từng loại tế bào trong cái công thức máu là đã có cái nhiệm vụ của cái buồng đếm trong máy xét nghiệm. Vậy thì đối với cán bộ thú y chúng ta là chúng ta phải có cái nhiệm vụ là đọc các chỉ số này và nhận xét các chỉ số đó. Đấy. Thế thì chúng ta nhìn trên các cái chỉ số máu đó có rất là nhiều các cái đọc trên nhìn lên cái phiếu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm thì chúng ta thấy có các chỉ số như là VKBC này, lympho này, mono này, gram này, vân vân. Chốc nữa thì ta sẽ đi sâu vào cái phân tích từng cái chỉ số này, ý nghĩa chúng là cái gì. Đấy. Bây giờ trước khi vào hướng dẫn các bạn đọc từng cái chỉ số này thì chúng ta cùng nhau lược qua một chút về những cái thay đổi của từng chỉ số ở trong các cái kết quả xét nghiệm. Và những cái thay đổi đó là nó có ý nghĩa như thế nào. Thứ nhất là khi chúng ta ra một kết quả xét nghiệm thì trong cái, các bạn nhìn lại cái cột kết quả thì sẽ thấy là một bên là sẽ thấy cái hàng đầu tiên sẽ là kết quả mà chúng máy đếm được sẽ hiện lên, và hàng thứ bên cạnh là có một cái khoảng đấy ạ, khoảng giới hạn. Đấy, ví dụ ở đây bạch cầu là 6-17 đấy, nhân 10^9 trên lít đấy, thì đấy là cái khoảng giới hạn trung bình của bạch cầu. Đấy, ví dụ như thế, tức là cái cột thứ hai đấy là khoảng bình thường của cái chỉ số mà chúng ta đang cần xét nghiệm. Đấy, thế thì bây giờ là khi mà cái kết quả ở hàng thứ nhất hiện lên thì chúng ta máy sẽ tự động đọc là cái kết quả nào bị cao thì sẽ ghi chữ H bên cạnh, tức là viết tắt của 2 tức là cao, và kết quả nào là thấp thì sẽ ghi chữ L bên cạnh, tức là thấp, lau là thấp. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu đi vào tìm hiểu xem là những cái thay đổi đó có nghĩa là gì. Trước hết là ta sẽ đi nói đến hồng cầu trước. Những cái thay đổi của hồng cầu nó có thể có những cái trường hợp như thế này.
Trường hợp thứ nhất là hồng cầu tăng. Đấy, hồng cầu tăng có nghĩa là cái chúng ta thấy cái số lượng hồng cầu nó cao hơn so với chỉ số trung bình. Đấy, thì cái tăng này có thể là do là máu nó bị đặc. Đấy, máu bị cô đặc. Cái máu cô đặc này thì thường thường là có thể là do chúng ta lấy máu vào lúc thời điểm con vật bị mất nước. Bị mất nước. Ví dụ có thể là bị ra mồ hôi nhiều, vận động nhiều dẫn đến ra mồ hôi nhiều cho nên là nó bị thiếu nước. Đấy. Thì cái trường hợp đấy là hiện tượng là tăng sinh lý. Đấy. Thế ngoài ra là cũng có thể là cái tăng này là tăng bệnh lý là do là cơ thể bị các cái hiện tượng bệnh lý mất nước. Ví dụ như nó nôn nhiều, nó đi ngoài.